Tu phải có trí huệ. Ngày 14 tháng 9 năm 2006, tôi đi cùng một phái đoàn đến tham quan Đông Hoa Tự. Có một nữ cư sĩ hơn 40, nghe nói tôi là tác giả sách Báo Ứng Hiện Đời, liền chặn tôi lại, chìa bàn tay bị thiêu hết lóng đồng ngón cái ra, kể rằng tối đến thì đau nhức lắm. Tôi hỏi, ai xúi bà thiêu tay vậy? Bà đáp, nghe nói nếu thiêu tay sẽ diệt tội nghiệp đời trước. Tôi nghiêm mặt, không chút khách sáo bảo, bà hiện tại vẫn còn sát sinh, còn làm nhiều việc xấu thì sao có thể diệt hết tội kiếp trước được? Bà nói, tôi từ lâu đã không sát sinh, cũng chẳng làm gì xấu. Tôi bảo, bà vẫn còn đang ăn thịt. Chẳng biết rằng ăn thịt vẫn là sát sinh hay sao? Tôi chỉ ăn có một chút thôi mà. Tôi bảo, hàng ngày nếu tham ô, dù chỉ một xu tiền, vậy có phải vẫn là phạm tội không? Bà chẳng nói gì. Tôi bảo, có phải tay trái bà bị điếc đôi chút? À, dạ phải, bởi vì trong tay bà chứa đầy vật đã lấy trộm. Bà phản đối, tôi không có lấy trộm gì cả. Tôi hỏi, vậy khi thấy trái cây nhà người mọc thò ra ngoài tường, bà đã hái trộm bao nhiêu? Một quả. Tôi nói, được, cứ cho là một quả. Bà làm thế mà không phải là trộm hay sao? Ngoài ra bà còn lấy trộm gì trên đất nhà người nữa? Tôi không có trộm gì cả. Thế thứ bà khom lưng lấy là vật gì? Chỉ là cây sào thôi, nhà họ đâu cần đến nó. Chính miệng người chủ nói với bà là họ không cần ư? Không có nói. Thế không phải bà trộm thì là gì? Người tại hiện trường đều bật cười vì thái độ mập mờ của người phụ nữ thôn quê này. Thật sự tôi có khen bà vì muốn tiêu trừ nghiệp chướng mà thành tâm thiêu tay, nhưng lại quá khờ khạo bởi chẳng hiểu lý mà cứ nhắm mắt làm bừa theo người xúi bảo. Chỉ có hiểu rõ giáo lý rồi tuân hành mới là tu chân chánh. Bà đã mê tín làm sai, vì vậy mà phải chịu đau đớn, bởi vừa thiêu tay xả thân là vừa ăn thịt trộm cắp. Tôi giảng tứ chủng thanh tịnh minh hối trong kinh Lăng Nghiêm cho bà nghe và nhắc bà nhất định phải nghiêm trì ngũ giới, tu thập thiện mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Tôi dặn bà từ nay về sau phải tụng mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho những chúng sinh từng bị bà giết ăn. Nếu thực sự làm được như thế, ngón tay bà có thể tối nay chẳng còn đau nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.